Bác Sa Đắc Huy xin kính chào quý vị yêu họa cây cảnh và xanh khắp toàn quốc. Thưa quý vị, hôm nay thời tiết ngay tại Yên Phong rất là đẹp, thời tiết mát mẻ, râm mát và rất là phù hợp cho quý vị về tham quan triển lãm Yên Phong. Một cái thời tiết lý tưởng để chúng ta chiêm ngưỡng cây, thưởng lãm những cái tác phẩm quý ở nơi đây. Và trong cái thước phim này, Bác Sa Đắc Huy sẽ chia sẻ cho quý vị một cái hàng cây này. Trong đó có rất nhiều những cái cây, và đặc biệt là cái cây này vừa mới giao dịch, một cái danh dáng trực huyền. Cây vừa đã bán rồi quý vị nhá. Hiện nay đã thuộc quyền sở hữu của anh Tiến May, Bình Giang, Hải Dương. Một cái xanh trực huyền nhưng có một cái đường thân huyền khá đặc biệt. Hiếm mới đường thân huyền nào mà lại có một cái tay như này, một cái tay hồi ấn tượng. Và chúng ta nhìn vào mặt này thì lại là cái cây có thể gọi là cây ba thân. Nhưng mà về bên này thì một cái cây trực huyền, một cây có đường thân khá ấn tượng. Mà cây này thì còn phát triển còn đẹp hơn nữa, còn nhiều những cái nước làm nữa quý vị ạ. Các bạn có thể nhìn thấy còn nhiều những cái nước phát triển, nước làm để đẹp hơn nữa. Ồ, đây anh ơi, đây đây anh chủ nhân đây rồi, em đang chia sẻ đây rồi. Đây là anh Tiến May quý vị nhá. Chú thấy Đức Huy thấy cây này có được không? Em nhìn thấy cây này là cái tuổi là rất là già. Biết là sâu cây, nghịch cây. Biết là thứ hai là có những cái nét độc đáo riêng. Và thứ ba này em nhìn thấy còn cái nước làm nữa, còn nhiều cái nước phát triển để đẹp hơn nữa. Nước làm là như nào? Ý chú là như... Cái đó thì chỗ em này thì em chỗ này thì lên một bông nữa. Lên một bông nữa này. Chạy đây. Để chỗ này lên, cất thêm một bông nữa chỗ này nữa. Và sang bên này thì thả thêm một bông nữa. Anh ơi. Đây chỗ này, chỗ này. Thả dưới này. Đây chỗ này. Thả thêm bông nữa đây. Thế và chắc chắn cái bông tàn thì anh sẽ còn phát triển đẹp hơn nữa. Thì về cơ bản là như vậy. Thế trên lên hoặc là trên lên. Đặt xuống dưới này, đây đặt dưới. Ở trên trên xuống hả anh? Trên xuống đừng đặt đây. Là bông này đặt xuống dưới nó hay hơn. À. Và cũng được. Cũng được, từ đây ra thả ra đây hả? Cũng được. Vâng. Chứ rồi mình đưa đây thì nó bí. Vâng. Nhưng mà em muốn là cái tham gia với anh là cái đoạn này là hơi dài mà không có chi. Thế là mình chỗ này này. Mình vẫn phải, nếu không thì mình thả một cái bông ở phía dưới. Để cho nó để đây đây đấy. Vâng vâng vâng. Tại vì cái chiều dài này là không có một cái chi nào. Thế mình phải tính. Tính bông. Chất này gai góc ấy. Chất này đặc biệt mà. Thế mới cái thứ hai nữa là cái nhìn ở bên này thì như cây ba thân. Đúng không? À, nhìn ở bên này thì cây ba thân, nhưng mà nhìn ở bên kia thì một cây trực huyền. Rất sâu, nhìn bên kia thì rất sâu, còn đấy. Nhìn bên này thì nó như cây ba thân. Đấy, như cây ba thân, một cái đường thân, một cái đường tay, tay hồi. Rất ấn tượng. Một cây Bác Sa Đắc Huy nhìn thấy những cái đường nét khá ấn tượng. Và sau này thì còn chất liệu của nó, chú nhìn nó gai góc. Đây cái nét chùn anh nhỉ. Nét chùn gai góc. Quý vị xem chiêm ngưỡng cái nét chùn. Nét chùn này thì đến tận ngọn như thế này rồi. Đến tận ngọn như thế này quý vị. Khá ấn tượng. Hôm qua thì khi mua xong thì rất nhiều anh em đã chúc mừng cho anh Tiến May. Bởi vì anh đã mua được cây Giáng Huyền. Rất ấn tượng. Thú vị là sau này sẽ là một cái tác phẩm rất đẹp của viện. Qua mình thay biển rồi. À thay biển đấy hả? Ừ, thay biển rồi. Đây nhà vườn Tiến May Bình Giang Hải Dương đây. Thay biển số điện thoại của anh ấy rồi. Hôm qua là mua của chú Nguyễn Ba Kỳ quý vị nha. Thưa quý vị sẽ rời xa tác phẩm của anh Tiến May để đến với tác phẩm tiếp theo. Những tác phẩm của các nhà vườn còn rất nhiều quý vị ạ. Mà chúng ta đến với một cái cây xanh dáng trực.
một cây trực cây hàng cốt chậu, một cây xanh quê. Quý vị, ở đây là cái cây của anh Tiệp Quế Võ. Một cây xanh cốt chậu, xanh quê rất dài. Một tác phẩm cao từ mặt chậu lên khoảng 1 mét, sắp xỉ 1 mét. Một cây xanh đẹp của vườn anh Tiệp, đóng góp với triển lãm Yên Phong. Và kính thưa quý vị sẽ đến với một cái tác phẩm đặc biệt nữa. Đây là cái cây xanh, xin lỗi quý vị, cây rành rành. Mà sao đâu quý vị nhìn nhầm, nhìn xa, tưởng là cây xanh, cây rành rành. Một cây rành rành như thế này mới đặc biệt. Quý vị, cây rành rành đúng là hiếm có. Một cây rành rành rất già của anh Duy Sượt quý vị nhé. Một cây rành rành ở triển lãm này cũng là cái đồ hiếm. Mà cái đồ như thế này, già như thế này thì nó càng hiếm hơn. Đồng chí Đức Huy, ví dụ chậu như là mình ship được tận nhà được cái gì? À dạ vâng. Vâng. Rồi có gì thì báo trước, có gì thì... Vâng, cái anh ở đâu anh? Ở Hà Lam. À tại Hà Lam hả? Vâng. Anh cứ cần chụp mẫu nào thì các anh thông tin cho em. Đo cây đi nhá, báo kích thước. Vâng. Thưa quý vị sẽ đến với một cái cây trực huyền của anh Duy Sượt. Một tác phẩm ấn tượng của anh Duy Sượt. Quý vị sẽ chiêm ngưỡng những cái đường nét phóng khoáng mạch lạc của cây xanh dáng trực huyền. Và bác sai đâu có nhìn thấy cái cành phong. Anh làm cái cành phong. Đây là cái cành phong quý vị ạ. Cành phong ngay trước mắt quý vị. Cái cành phong. Và những, kính thưa quý vị, những cái tác phẩm, tùy từng tác phẩm, nhưng có những cảnh phong thì tăng thêm cái chiều sâu rất nhiều. Hello, xin chào anh, em chào anh. Chào anh nhá. Bán được nhiều chưa anh? Anh Đàm Thèm quý vị ạ. Chúng ta đến với một cây si nữa của anh Duy Sượt. Đây là cái cây si cổ của anh. Chúng ta nhìn thấy những cái nét bo đá và ôm những cái niêu, cái chậu sành không biết từ bao giờ. Những đồ quý của anh Duy Sượt. Duy Sượt thì ngoài tác phẩm ra thì còn nổi tiếng với những cái đồ đá, bể đá cổ. Và những cái tác phẩm của anh thì đều vào những cái chậu đẹp, chậu quý. Đó là cái chậu đá, rồi những cái thống tàu. Thì những cái chậu trồng cây càng ngày mọi người càng chú tâm hơn, rất quan trọng. Vì những cái chậu nó như là chúng ta, những cái bộ quần áo chúng ta đang mặc. Thì đi chơi, đi triển lãm là phải chậu đẹp, đẹp rồi nhưng phải hợp với cây. Và kính thưa quý vị, thì Bonsai Đức Huy cũng nhiều quý vị đã biết đang làm cái shop chậu tàu cấp 1 và cũng cung cấp rất nhiều cho các nhà vườn, các anh em có nhu cầu. Và quý vị nào mà chưa được biết thì sẽ biết thêm. Và sẽ có nhu cầu thì sẽ báo với Bonsai Đức Huy. Bonsai Đức Huy ship miễn phí tận vườn cho quý vị. Và trước mắt quý vị là những tác phẩm của chú Hòa Taxi. Chú Hòa Taxi mang 3 tác phẩm. Những cái đường nét rất riêng của chú.
Vì quý vị nhìn thấy cái đường nét khá ấn tượng, những cái nét tạo tác mang cái tính riêng của những cái từng tác phẩm của chú, những cái nét nghệ thuật đúng là không giống tác phẩm nào. Và con người của chú cũng đặc biệt như vậy, cũng có cái khí chất, có cái nét riêng. Và chúng ta sẽ đến với tác phẩm thứ 3 của chú Hòa Taxi, cũng một cái đường nét riêng đó. Cái đường nét đúng là chỉ có riêng chú thôi. Mọi người càng lúc càng đến đông hơn, càng đến Yên Phong tham quan đông hơn. Đó là một cái tín hiệu rất là mừng. Bởi vì cái triển lãm đẹp như này, đó là cái cơ hội cho mọi người đến tham quan. Thì triển lãm cũng chỉ diễn ra đến hết ngày 27 tháng 11. Quý vị yêu cây lắm bắt được cái tinh thần như vậy, để tranh thủ về tham quan, thưởng lãm những tác phẩm ở nơi đây. Em chào anh Thành nhá. Chào anh. Hôm qua cái dưới là giao dịch cho anh. À, rồi, cái dưới rất đẹp của anh Thành nhá. Cái dưới đã về Lào Cai rồi. Thắng lên rồi. Đây là về rừng rồi đúng không? Về Lào Cai là về rừng đấy. Dưới về rừng rồi. Cái dưới đẹp nhỉ. Bởi vì cái dưới anh đã có sự kết hợp giữa đá, và quý vị biết là anh ấy làm đá thì tài tình như nào rồi. Và cái nét tài tình đó thì anh ấy đã thể hiện qua cái tác phẩm này. Ấn tượng quá. Một bầu trời thiên nhiên ngay trước mắt quý vị. Thiên nhiên thu nhỏ. Đúng rồi, thiên nhiên thu nhỏ. Có cái hồ coi đấy con. Tuyệt vời. Đi nhá. Vâng, em chào anh nhá. Vâng. Quá ấn tượng quý vị ạ. Thưa quý vị, hôm qua anh Thành đã nhượng cái tác phẩm dưới này về Lào Cai rồi. Về cho anh thực ở Lào Cai rồi, nhưng hôm qua anh Thành không có đây. Và hôm nay anh Thành lên. Thế và hôm nay thì nhân tiện đây thì anh Thành đứng ghi lại một kiểu ảnh bên tác phẩm dưới của mình. Bởi vì sắp tới là rời xa em nó rồi, đúng không? Đây là cũng là cái kiểu ảnh để in dấu cái kỷ niệm. Anh nhìn đây cho em anh Thành ơi. Đấy, rồi, ok anh, cảm ơn anh nhá. Và... kính thưa quý vị, Bà Xã Đức Huy đến đây cũng xin phép quý vị được dừng lời đây. Cái thước phim vừa chia sẻ cho quý vị tại triển lãm Yên Phong, trong đó có những cái tác phẩm, một cái hàng cây, có rất nhiều những cái cây ấn tượng, có rất nhiều cái dòng nhà vườn nổi tiếng ở trong cái thước phim này. Và Bà Xã Đức Huy đến đây xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.